luật để hồn nhắc lại mày. Đạo Thiên Tâm có 12 giới luật, nó tương đương 350 giới. Mình không có nhiều thời giờ, tại vì thời đại vàng kim là thời đại du hành không gian không à, chiếc xe đang chạy là bay lên núi Thiên Long Sơn đậu luôn vậy. Cho nên cái dãy núi mình sau này là Bắc Kinh đó, trên đỉnh núi chỗ mà bữa hổm Hữu Tính rồi với Lâm đồ mà đi bộ lên mà nằm dơ dơ chân á, mai mốt là xe nó đang chạy ở dưới freeway là tự nhiên cất cánh ra lên nó cái một. Còn mình bữa mình đi tới mấy tiếng thì khi thời đại văn minh, cha mẹ cũng rút ngón ngắn gọn lại để cho mình mau thành Phật, nhưng mà phải giữ đúng 12 giới. Nó cũng khó đó, nhưng mà cái mà Thiên Tấn Kiệt chỉ mong mình Phật tử trong tương lai, con của ông trời chỉ giữ giới số 1 thôi, đã là giữ được chức tổng bí thư rồi đó, hay thủ tướng, giới số 1 thôi. Còn cái giới số 12 là phải đọc kinh ngồi thiền này hơi khó cho thì thôi, giới số 1 thôi là một nguyên thủ quốc gia tốt rồi. Họ Thiên căn bản của chúng ta mấy chục triệu người trên thế giới hôm nay chỉ cần giữ đúng số 1 và số 12 mỗi ngày. Số 12 á, là để nhắc nhở và để giống như mình phải đi tắm mỗi ngày, mình mặc đồ mình tắm. Cái giới số 12 á, nó rất là dễ làm. Mấy con chỉ đọc nãy giờ có một tiếng 30 phút thôi, mà tất cả nghiệp trong một tháng, trong những ngày mình làm, mình xả hết, mình lại cha lại mẹ. Và đồng thời á, mấy con có cái cảm nhận là tinh thần nó phấn chấn lên. Tinh thần phấn chấn có nghĩa là mình gặp cái mặt nào mình biết là thằng này là thiệt hay giả rồi. Tại vì Lăng Nghiêm á, là một loại giống như ở sao nó xéo dữ rồi mà. Chỉnh chỉnh lại đi. Lăng Nghiêm khi mình đọc lâu và đồng thời mình lại dám hối, lúc nào mình cầm cuốn kinh mình mở ra thôi nha, là có chư thiên bu đầy đó. Sư phụ bảo đảm chư thiên với mấy vị thần là vừa đứng nghiêm chỉnh bu đầy hết, họ lắng nghe mình. Vậy đi à, nó qua một cái mạng. Mấy chư vị đứng hộ mình, mấy chư vị cũng cần nghe kinh. Lúc nào trong chùa hay là nơi đây cũng vậy, tuy nơi này không phải là chùa nhưng mà với cái lực của sư phụ khấn để mà blessing lâu nay mình không có đọc. Cỡ chừng vài ba tuần á, chủ nhật á, nhóm mình nói chuyện gia đình họ Thiên nhiều hơn mình nói chuyện ông bảy bà tám rồi không. Nhưng mà nó nửa đời nửa đạo, sư phụ chưa từng mặc áo vàng, chưa từng đi tu, cũng không có sư phụ về đạo Phật. Tất cả những cái gì mà hiểu biết là nó đi theo cái tập khí của những cái đời kiếp trước đã tu xong rồi, còn nó không có thời gian để tu, cho nên ở kiếp này chủ yếu là lùa mình, lùa tất cả những đứa con họ Thiên lâu nay đi làm đường lạc lối và bị ma quỷ nó dùng màu sắc và âm thanh nó quyến rũ, đi sai đường, quá sai đường luôn. Cho nên cái Thiên Tâm ra đời là đột phá, để cho một cái sự bế tắc của một cái con đặc thì phải có một cái sự đột phá. Đột phá những đứa con họ Thiên hôm nay có duyên đầu tiên là để về trời đợt đầu là những người dũng sĩ, và cũng là những người trong nó có những người có sứ mệnh đó nghe, hộ pháp. Nhân Thiên Văn có sứ mệnh nè, Mỹ Hạnh có nè, Hình Kháng có nè, là những người lớp đầu của họ Thiên á. Nhưng mà đến một cái lớp và đến một cái thiên ma đó, nó cũng thử thách. Giờ con tất cả mấy con lớp mẫu giáo lớp 2, lớp 3, còn những người đó là coi như lớp 10, 11. Lớp 11 năm nào mình cũng phải thi đó không, mà thi á mà cứ khi mình đọc nhiều á thì con người của mình bắt đầu cái hào quang mấy con sẽ sáng ra. Khi sáng ra mấy con sẽ cảm nhận rất là rõ người xấu và người tốt. Còn những người mà bình thường á mà không có đọc kinh á, họ không có không cái sixth sense của họ, cái nhạy cảm của họ họ mờ hơn mình. Nếu mà cái đèn pin mờ nó không có nhìn rõ được đường đi gì đó.
Nhưng mà lên càng cao, thử thách càng cao. Mà khi đã có cha có mẹ ngự ở trong chúng ta rồi, trong lòng của mỗi chúng ta rồi, có sư phụ là người mỗi ngày thường xuyên nói chuyện với bề trên, chư Phật và cha mẹ và các vị hộ pháp thường ngày, thì dĩ nhiên sư phụ phải biết tất cả những cái đâu có cần, mà chỉ cần lâu lâu những đệ tử lớn ở phương xa chỉ cần nhắn sư phụ, sư phụ ơi con gặp cái người này có đúng hay sai. Sư phụ tuy là như vậy, nhưng mà thật sự đâu phải là như vậy. Nếu sư phụ là người không, là người bình thường thì làm sao lập được cái đạo hôm nay, làm sao ngồi đây. Thì mấy vị sẽ nói đệ tử của ngài đã bị án ma rồi, bị ma quỷ nó dụ rồi. Khi đã bị dụ sư phụ không có cứu được, trừ khi trước tiên ma quỷ nó dụ là nó làm cho cái tâm không còn nhớ về Thiên Long Sơn nữa. Tại nhớ về là nó bị mất sao, sẽ không có còn nhớ đến sư phụ nữa. Nhưng mà những người họ giờ con có nói kiểu nào họ cũng không có quay. Đến khi mà họ sạch tiền sạch túi rồi đó, ví dụ sạch tiền sạch túi khờ rồi đó, hoặc là Đức Thầy sẽ xuất hiện trước khi cái ngày họ bị lâm nạn, thì quả mai thì họ còn cứu kịp, chứ không bị khùng á, bị bỏ bùa á, không biết không. Tôi nói thật rất là nguy hiểm về cái thế giới tâm linh. Cho nên mỗi một tuần chúng ta ngồi đây lại thuộc coi hết, khám bệnh hết, tổng quát luôn. Hôm qua có mấy người có trượt nên bữa nay đọc kinh. Thì mình nói về cái đạo của mình là nó rất là màu nhiệm. Chú hộ là người sống hai cõi, có người về sư phụ cũng là một người làm việc, người ta gọi là triple time là dữ, mà sư phụ là người làm việc một nó hơn triple time, nó trăm lần triple time, tại chiếc thân nhiều quá, ban đêm phải đi về núi cấm để mà họp hành với mấy vị, và đồng thời mấy vị tiên trên trời đấu đá với thiên ma bên cạnh kia. Thiên ma bên cảnh kia, bên cảnh mà vô vi nó khủng khiếp hơn nữa. Cho nên tất cả họ thiên nên coi phim Phong Thần. Phim Phong Thần là thật, thấy nó hơi giống như là huyền thoại nhưng mà lại là chuyện thật. Ở trong cái cảnh vô vi hôm nay Phong Thần 2 tái diễn cũng y chang là như thế, như vậy, cũng đang đấu đá để mà lấy lại cái quả địa cầu này, để mà cho ma quỷ nó đừng có vô trong tâm của những người xấu, những đạo, để mà làm chuyện sai. Tất cả các bệnh dân chúng ta đều có cái tâm Phật hết. Chúng ta không có đọc kinh, không có tu tập, không có gần thiện trí thức, nên chúng ta cứ đi sai cái này rồi lại sai luôn cái khác. Rồi đến khi mà cái tâm của chúng ta mờ, không có gây đuốc, nó hết dầu, nó hơi mờ lu mờ, thì chúng ta làm ăn ra đường, gặp bạn bè, hay là làm một cái quyết định, hay là một cái nhắn tin yes hay no với một người bạn, chúng ta có thể mang một cái hậu quả rất là khủng khiếp khi về nhà đó. Ví dụ một người bạn nó có ngậm bùa ở Việt Nam qua, nó dụ mấy đứa con, tuy là bạn thân đó, Ngọc Yến con có muốn, chị có muốn Hùng làm tiệm tóc với em không? Không, em bỏ vốn hết, cái con là chị không còn bỏ vốn gì hết, chỉ cần bỏ 20% thôi, em bỏ 80%, chị làm chủ 50%, nhưng mà cứ nói là cứ nói như vậy. Nhưng mà trên giấy tờ á, mấy con làm ăn á, nó có rất là cái mưu mẹo trong đó, đến giờ chót người ta lật lọng như là trước cửa nhà của ta, hay là cái người đó đứng tên cái ly đuổi con ra lúc nào cũng hay, 20% cũng mất sạch đồng luôn á. Khi mà khách đông, còn khách ế thì, tại vì cái những người có vốn người ta phải làm vậy, còn những là những người biết nghề á thì cứ thấy là mình ít vốn mà nhào vô, nhưng mà biêu khách cho ta. Có những cái mô mẹo người đời và dụ những chúng ta, chỉ có đọc kinh mình sẽ trách những cái nạn đó. Những đứa con họ thiên mà không có đọc kinh mỗi ngày, càng ngày sẽ càng xa thiên tướng kiệt.
là vì cái tâm nó trở lại thành đời thường. Tất cả con chúng ta gần cha gần mẹ gần Đức Kiệt là gì? Đã có đọc kinh, đã gội rửa, nhưng mà mỗi ngày á, cái tâm của mình cũng cần phải rội rửa. Mình đâu có giống như tổ sư Bồ Đề Đạt Ma không, là tâm như đài gương sáng đời gì đâu, mình đâu phải như ngày ngày là Phật, là mình là cần phải rội rửa, là đọc kinh Lăng Nghiêm để nhìn thấy nó kỳ lạ rõ hơn chút. Còn nếu mình không đọc thì cái ngã của con sẽ tự mỗi ngày càng cao lên, rồi cứ nhìn nó sư phụ thì nó kỳ là ổng cũng như tôi, là hay nãy giờ ổng uống 3 chai nước cũng đi nhà vệ sinh 3 lần nữa như tôi, cái là cái ngã mình lên này đó. Rồi lúc đó tôi không làm gì hết, nhưng mà mấy vị hộ pháp sẽ làm đó, tại mấy vị cũng đang đứng đây này. Cho nên làm khi mang họ thiền như Hồ Chí Minh yêu cầu, thiền Bát Nhã đã lên được thì đừng có gán mà bị nhảy xuống. Tại thiền Bát Nhã lên thì dễ, nhảy xuống cũng dễ, lên thì rất là khó. Đâu có ai có duyên mà hiểu được. Hiểu được con của ông trời xuống đây mà ngồi nói chuyện ít ai hiểu được, nhưng mà nhảy xuống rất là dễ. Ví dụ nhảy xuống dễ lắm. Chỉ có một điều, mỗi ngày mấy con muốn diễn tâm đó, chỉ biết như thế vậy. Sư phụ tôi có sứ mệnh xuống trần, bao nhiêu kinh điển trong tâm kinh của Phật cũng có nói, của Chúa cũng có nói, Venga cũng nói, Notre Dame cũng có nói, Sấm Chẳng Chịnh cũng nói, Đô Bố Ôn cũng nói, bao nhiêu nghìn năm vì một người chuyển luân pháp dương xuống thế gian, ổng là thiệt. Khi mấy con có nắm giữ cái đó trong lòng, bao nhiêu chuyện mà trước mắt gặp Thiên Tướng Kiệt này thì nó cũng sẽ giúp được một Phật. Tại khi mang thân người á, chuyện này cũng như mọi người á, nhưng mà chỉ có một cái khác là như mọi người là gì, phải hòa đồng với một đứa con nít, và một hòa đồng với một người trí tuệ thấp, trí tuệ cao, một người lãng cảm và một người rất là thông minh, cho đến giống như từng rồi những buổi tiệc của những nhà chính trị gia cực kỳ thông minh, nhưng mà trong mắt sư phụ tất cả họ đều là những chúng sanh của sư phụ hết. Giàu cho cả ông Trump, sư phụ nói thật luôn á, ông chỉ là một ông tước trên trời rồi nhỏ xíu à, sư phụ coi bác ra không? Giàu cho Bill Gates cũng là một cái con chim ở trong cái vườn hoa của mẹ thôi mà xuất trần như vậy. Cả Hoàng Kiều cũng là một con nai ở cõi trời thứ tư thôi. Khi mà một con mà có cái tầm nhìn là như vậy, mình không phải là ngã mạng, mình nói thật á, để cho mọi người hiểu. Còn ở trong này, tất cả các đệ tử họ Thiên có đứa thì có cao, tiên này tiên kia, cũng như Nhãn Địa Ta vợ Ngàn Tình Nhận Hương đó, đó là tiên ca sĩ ở tầng thứ tư, xuống đây chỉ cũng biết ca. Rồi thứ ba ở lá tự giá đó không, thỏ trong vườn của Phật Mẫu xuống đây nó vậy. Cho nên chưa được có những người là đã tiến rồi, có những người chưa tiến, có những người là còn tu tập, nhưng mà giàu sao ở cõi trời còn hơn là ở cõi trong cái quả địa cầu này là địa ngục hay súc sanh vừa lên. Ngày qua thì mình nói về địa ngục súc sanh lên á, họ khi họ nghe về Phật pháp họ rất là bực, họ bị sốc, họ chịu không nổi. Cũng giống như cái thằng phải xe phải cần xe mà có người lãi nhãi lỗ tai nó bực lắm, không có thể lấy dao giết á. Thì những cái con cháu của quỷ mà nó là ai, nó là chồng mình, chị mình, em mình, nó đòi nợ và nó cũng hành. Khi một người mà hiểu về thiên đàng và xuất thế gian, không có muốn ở cái cõi đời này nữa, chỉ muốn về trời á, thì cái đầu, cái tâm tư và cái sinh hoạt và cái suy nghĩ mỗi ngày, cái tư duy của mỗi ngày của một đứa họ Thiên muốn về gần với cha mẹ thì nó khác xa lắm. Một người muốn về cha mẹ, thứ nhất
không có thích đi làm nhiều tiền, thêm nữa đi đủ sống thôi, chỉ dành thì giờ ngồi ở nhà ngồi thiền, hay trồng hoa trồng bông, hay săn sóc cháu, nhìn thương những con thú nhỏ nhỏ mới sanh ra, vào chỗ đó con cọp nó cũng dễ thương nghe. Cứ coi đi, chú bộ thấy con gì nhỏ là chú bộ trội đã lắm, nhất là chim mới nở. Còn những cái chúng sanh mà cứ nghĩ thế gian á, là cứ nghĩ cái con vịt này sắp nở là làm vịt lộn mà ngon này, không phải đặt cái tâm tư, cái suy nghĩ người ta, cái tư duy của mỗi người nó vậy đó. Ví dụ như mấy người mà thích ăn đồ bổ, đồ ngon, đồ ngon á, thấy heo con á là muốn quay heo con. Con có nghĩ gì không? Chứ đừng nói chỉ bào thai là chung cộng, nó có người đi thai về nó ăn á, con chú bộ thấy cái hàm kia nó cầm cái tay mà có tay con nít, cái nằm ngón tay cái chút xíu à, chú bộ tưởng đâu đầu tiên mình cứ nghĩ lại gì, mình nhìn lại chỗ nó là đứa con nít nhỏ đó, mà nó hầm kiểu nào á, cái đó là cái tâm thú á, quỷ á, nó thích vậy. Nó chỉ thích thế gian, thích cho cái thân xác bồi bổ sung sướng. Còn những người đứa con họ Thiên hôm nay biết được đạo Thiên Tâm, biết được cõi thiên đàng là như thế nào, không bao giờ còn ý nghĩ đến nữa, bớt đi nhiều việc, những cái vọng tưởng xấu đó. Chỉ có ngồi thiền lúc nào cha tưởng mẹ, cha mẹ ở chảnh tạo ra chúng ta vậy được, thì cũng có thể hủy diệt chúng ta được đó nha. Thế nên Thiên Phổ thường nói là khi một chuyển luân thánh dương xuống trần, mà những ai mà đã quá ba ta, gọi là bất quá tam á, thì họ đã sinh rồi mà vẫn còn giống như là quá sức cực đoan và xuyên tạc chửi cha chửi mẹ, thì họ sinh không có nổi, là mất xác mất hồn mới bị làm được. Cha vũ sổ trái đất này cái một 8 tỷ người có thể chết hết trong vòng không đầy 7 ngày, thì làm sao mà không phạt những cái người lì lợm? Nếu mà Phật đã thành một vị Phật, tại sao Phật qua thiền Phật phải dùng kiếm giết một thằng cướp? Nếu không nguyên thì bị nó giết hết, đúng không? Phải biết đó, cái từ bi á, cũng phải từ bi đúng chỗ. Những đứa con ở Thiên, các con ví dụ như đứa học lớp 3 thì chưa biết làm toán đại số, không chỉ biết cộng trừ nhân chia đồ thôi, thì cỡ như cao có Mỹ Hạnh, hay là cỡ anh Kháng, hay là cỡ Hoài Tâm nữa, đọc kinh rồi thiên văn rồi giỏi rồi đó, thì là gần lơ ra đại học rồi, high school rồi, phải không? Thì xuống mà nghe mấy đứa em mình mà lớp 3 mình nhảy dễ bực lắm, tại vẫn mang thân người, hiểu không? Tại nói chuyện không có đúng cái label, thì cho nên có những cái mấy con nhìn thấy là sai, nhưng mà thật sự trong mắt của bộ cả con cũng vậy, là đứa nào bây giờ hôm nay ngoan hiền là tự nhiên cháu thì thấy nó nhiều dễ thương, nhưng mà học giỏi lên đi, khôn rồi lên đó, tại càng ngày tu phải khôn, phải không? Khi khôn rồi từ lúc đó, nhưng mà khôn phải có từ bi thêm nữa, và có con lòng quảng đại cực kỳ, trái tim thật là lớn á, kiểu như sư phụ vậy, mới hiểu được hết rồi mới tha thứ được hết. Chứ còn tất cả mấy đệ tử lớn cũng là vậy thôi, cũng là như chúng con, đúng không? Thì cho nên ý mình muốn nói, tại sao sư phụ dám quả quyết khi đó mang họ thiên đệ tử thiên tướng kiệt, thời không bao giờ thù bỏ, cả anh thư cũng chỉ là sư phụ tách rời theo cái lối của Phật dạy, để khi nào á mà nó bớt có cái tánh, cái đầu của nó xẹp xuống thì giờ nó bị bom cứng rồi, đúng không? Thì sư phụ sẽ dạy lại, nhưng mà trước khi sư phụ tách rời, sư phụ đã dạy nhiều lần mà dạy không được, sư phụ mới làm vậy để cho đừng ảnh hưởng với những người khác, chỉ vậy thôi. Sớm hay muộn nó cũng theo thời gian thôi. Khi mà họ đã qua được những cái thử thách thì những người đó sau này
những thương vụ gấp vạn lần hơn và xét mặt. Điều quan trọng tất cả hội thiên trên thế giới trên cái live stream hiện giờ cũng 500 người, cái này cũng là làm cái clip thôi, cái này nó bữa nay chủ nhật nó chuyện gia đình nhiều không. Thì ở trên núi ngày đầu là mua cái núi 24 có 6 có bản để 60 á, không danh. Tại một cái núi là tốn tiền, đâu có danh gì đâu, và bị chửi, vừa ra là bị chửi. Ngày qua có giải thích là 8 bề thọ địch đó, không danh, không có lợi, cũng chẳng có lợi gì hết. Bị anh em rồi bị mấy đứa con mà đang học đại học nó không hiểu, nó la ba nó nữa, đừng nói chuyện người ngoài. Không danh, không lợi, không vận động gây quỷ. Và tới ngày hôm nay mình cũng chưa gây quỷ, chưa vận động gây quỷ. Không danh, không lợi, không vận động gây quỷ, không liên hệ bất kỳ tổ chức nào, đúng không? Nghĩa là không có chia liên hệ trực tiếp vô một cái đảng phái chính trị nào hết. Tôi đâu có liên hệ bất cứ chính trị nào, tôi chơi giống đời dương giống như anh em vậy đó. Cái đó mình ở cái mối hàng mà, nhưng mà trong đó có nhiều cái hiểu lầm lắm. Ổng là người tránh nghĩa, mình chỉ biết vậy. Rồi không danh, không lợi, không vận động với quỷ, không liên hệ bất kỳ tổ chức nào, không làm phiền ai đó. Hay mình có làm phiền ai không? Vậy mà bao nhiêu thằng nó giả nào là thiên tử Minh Dương, rồi nó giả nào là Ngọc Hoàng Thượng Đế, tôi là cha của Kiệt nè. Đó, nhiều người ngâm cuồng lắm. Cái chúng sanh nó vô mình đến độ mà khi ngày mai nó thấy như khúc củi á, chỉ có cái hồn nó biết là cái hồn hối hận thôi. Cái hồn hối hận thì đâu còn xác để mà lại sám hối cha nữa đâu, đúng không? Thì bây giờ mình mới nói tại sao á, con người á, đến ngày hôm nay cơ trời lộ quá rõ rồi mà họ vẫn cứ chơi chơi lì lì. Rất là nhiều người vẫn còn chơi chơi lì lì. Ví dụ mấy năm đầu Kiệt này còn không có lộ cơ nhiều, nói ít ít, mé mé, dìm dìm. Nhưng mà sau này mấy vị nói giờ chắc rồi, con cứ lộ những cái gì mà giống như của con thuộc về mà trong phạm vi của Kiệt được nói á, để mà giờ chót giống như steroid vậy đó, vô người chạy nó rút rồi không còn gì mà ấy nữa, thì từ đó cũng có lộ ra nhiều thứ. Chứ còn so với cơ trời Phật sự Hồ Chí lộ có 30% thôi, mà đã trúng trên thế giới hôm nay 90% rồi. Dầu cho mình có ra cái clip này 206 hay là tới 300 hay tới 1000 cái clip, dầu cho Hữu có ngồi đây chót chót mà nói chuyện cho tới 10 năm hay 20 năm mà già đây nữa, mà Đức Thầy mà không xuất hiện á, nó cũng là một cái quyền thoại của một cái thời đại này, đúng không? Nhưng mà cái chuyện đó sẽ khó mà xảy ra. Đức Thầy sẽ xuất hiện thì mọi chuyện nó sẽ rõ ràng hơn. Còn hôm nay mình cứ ngồi ở đây mình nói, mình cứ ra clip để cho mọi người biết là cơ trời đi vẫn đúng, cơ trời không có sai, Phật không có gạt chúng sanh tận thế, và Phật Di Lặc sẽ xuất hiện cứu nhân loại. Đức Thầy sẽ không bao giờ bỏ mấy chục triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đang chờ Ngài. Ngài sẽ xuất hiện. Kiệt này sẽ đi bên cạnh sư phụ để mà lo cho nước Việt. Đây 12 giới luật là đa số là họ thiên ai cũng hiểu rồi, phải không? Mình đọc sơ sơ 12 giới luật. Có nhiều người mới, ta nghe clip mới, ta không có biết. Hoặc là đứa đệ tử lâu ngày quá ỷ y lại, không thèm coi lại. Thứ nhất, nhân lễ nghĩa, chí tín, có hiếu cha mẹ,
làm tròn tứ trọng ân, ân tổ tiên, ân đất nước, ân đồng bào tam bảo. Đó là cho mấy lãnh đạo chỉ là một giới thôi, là mấy ông sẽ được cắt bia lên đá liền á, lịch sử sẽ thương vô cùng. Giới thứ hai, không giết người, tự tử, sát sanh, hại vật, phá thai, nên ăn chay và ăn tam tịnh nhục. Cái chữ tam tịnh nhục có nghĩa là mình không thấy, không chỉ và không nghe cái con vật. Thầy mà thì là bên Miến Điện hay Thái Lan hay là những vị thầy Tây Tạng là tam tịnh nhục, hay là Nam Tông mà bên đạo Phật mà Nam Tông á, hoặc là thời xưa Phật Thích Ca là cũng là tam tịnh nhục, tức là đi khất thực, ai cho dạng cái đó. Tại sao hôm nay Thiên Tâm bề trên lại để tam tịnh nhục? Bởi vì đạo Thiên Tâm là cái gốc cây, đạo Phật là nhánh cây, đạo Công giáo là nhánh của cái thân cây, đạo Hồi là cái nhánh, đạo Ấn Độ giáo cái nhánh, đạo Thiên đạo Tinh Lành, tất cả đều là nhánh trong cái nhánh. Còn cái cây á, là của cái quả đi cầu này, của cõi trời luôn. Thì cái thân cây á, phải mở rộng, độ một chúng sanh phải dùng đủ phương tiện. Ví dụ một hàng thường, ví dụ nói một hàng một ngày uống một lượt một hơi á, 12 lon bia, rồi nói thôi bớt lại đi 2 lon. Còn mấy ông thầy á, bỏ không được đụng tới rượu. Mấy ông thầy phải nói như vậy, mấy ông càng nói càng mạnh thì làm cho người ta đó cứ nghĩ ổng là thần thánh. Trường trai lúc nào trên mạng á, mấy Phật tử trai trường trai có ngày cứ nói vậy để cho người ta nghĩ là cái người đó tu giỏi, nhưng mà nó không có cái hiệu quả. Còn tiếng nói chuyện này nói là thật việc thật. Hiệu quả có nghĩa là sao? Hiệu quả là người ở Mỹ hay là người ở Hồ đang đánh cá ngoài biển, con kêu họ làm như vậy, họ làm nổi không? Họ sẽ chạy và họ tiếp tục sát sanh làm kiếp thú. Cái quan trọng nhất, mình không có tạo công đức, mình cứ giống như một người vậy, đừng có đi mượn tiền của xã hội đen để mà tiền lời cao. Mình có nhiêu mình xài nhiêu. Thì cái tam tịnh nhục nhỉ, ngưng nghiệp, ngưng tạo nghiệp. Không biết tu thì cũng không có tạo nghiệp, chỉ có tạo nghiệp mới là trả không có nổi. Còn trong này ở trên cũng mở ra một con đường là nên ăn chay mà, đúng không? Cho nên nó có sự chọn lựa. Cộng lại một cái đạo mà sẽ thống nhất toàn thế giới đâu phải là chuyện bình thường. Bây giờ mấy Âu Châu á nó kêu nó đừng có ăn mấy con nhúng chích đó, là nó nghe lời là mình đã, là nó đã thành Phật rồi á. Cho nên đó tại sao Ngài Đạt Lai Đạt Ma đại diện cho Phật giáo đi khắp năm châu rất là lỗi lạc, rất là nổi tiếng, nhưng mà không có độ được. Mọi người có thấy không? Được giải Nobel Hòa Bình năm như ta 2009 là đạo Phật là đạo từ bi, không chiến tranh. Nhưng mà Ngài chỉ là giống như một người super movie star nổi tiếng như nguyên thủ quốc gia thôi, chứ Ngài đâu có loan truyền được cái đạo Phật, loan rộng được cho những người đó. Ngài đến một cái pháp hội có thể 5.000 người Mỹ tức để nghe những cái lời hay thôi à, nhưng mà kêu họ theo cái đạo, họ không kêu theo đạo Phật. Con có hiểu không? Họ chỉ thích ngồi thiền để mà giống như dạng cho cái mind nó relax thôi, tại họ có biết ngồi thiền. Nhưng nếu sau này sư phụ nổi tiếng, sư phụ cũng đi diễn thuyết như vậy, 5.000 người có đạo Thiên Tâm, có cái lối thoát, có cái đường đi cho họ, và họ có sự so sánh ở bên Công giáo, thì không có những cái hay này, không có những cái triết lý là có nghiệp, cái hồn tái sanh đồ này nọ, rồi ngồi thiền sức hồn đủ Thiên Tâm đủ. Con nghĩ cái đạo nó sẽ lon truyền không? Thí dụ chúng một người professor, ổng có 5.000 học sinh ở một cái trường giống như UC Stanford hay là Berkeley đi, rồi ổng dạy là đệ tử ổng. Con có tưởng tượng nghe, nó sẽ lon truyền cái đạo Thiên Tâm rất là lẹ, tại có đầy đủ những gì họ đang cần. Chẳng qua trong lúc này
họ chưa có biết cái hạt giống cha đã gãi xuống ngày 16 tháng 3 năm 2017, nhưng mà hạt giống nó chưa mới mọc mầm chút mà chưa có lớn.